Hello hello các bác, để không bỏ lỡ bất kỳ một video mới nào đến từ ProSa Việt Nam, các bác có thể bấm vào đăng ký và ngay sau đó các bác có thể bấm vào quả chuông, chọn tất cả để nhận được những thông báo về video mới nhất nha. Ok. Ok, xin giới thiệu với tất cả quý vị thì đây sẽ là không gian mà chúng ta set up hệ thống adaption cho khu giải trí tích hợp giữa cà phê và lounge ngày hôm nay. Đó, không gian rất là đẹp đúng không quý vị? Và Hương Quỳnh hy vọng rằng đây sẽ là một cái điểm vui chơi, một cái điểm đến của những bạn trẻ tại Sài Gòn. Bởi vì sao? Thứ nhất là không gian đẹp, cực kỳ tây. Đó, đặc biệt ở đây chúng ta sẽ có rượu ngon. Hay cái tủ rượu, rượu ngon. Và đặc biệt hơn nữa là gì? Âm thanh cực kỳ xịn sò. Vâng, và bây giờ thì mình sẽ bật mí hệ thống ngày hôm nay của chúng ta sẽ là Adaption 4 Series, và cụ thể đó là Poi 12. Và chúng ta sẽ kết hợp cùng với con quái vật hai đầu của Adaption, Poi 215. Yes, chính xác là nó, Poi 215 đi kèm với Poi 12. Vì không gian ở đây thì nó cũng khá là vừa phải, và xung quanh chúng ta còn được bố trí một cái hệ thống gọi là hệ thống âm thanh rải đều rồi. Đó, thì khi mà buổi sáng thì chúng ta sẽ ở đây sẽ hoạt động là cà phê, cho nên là mình sẽ nghe nhạc backdrop bằng cái hệ thống loa được rải đều, và hệ thống âm thanh Adaption thì sẽ được chuyên dụng phục vụ cho buổi đêm quý vị. Buổi đêm thì ở đây chúng ta sẽ có DJ nè, và thường thì mọi người sẽ tổ chức tiệc sinh nhật ở đây, cho nên là Adaption này là đặc biệt dành cho những buổi chiêu, những buổi chiêu rượu rất là tuyệt vời. Đó. Và phía bên trên này chúng ta sẽ có bàn Mixer Allen Hitzrep 12 FX cho hệ thống ngày hôm nay. Đó, cực kỳ xịn sò. Đó, lắp ló phía sau là Lab Rubin, một cái thương hiệu, một cái phải gọi là một đôi bạn đồng hành không thể nào thiếu được trong bất kỳ một hệ thống Adaption nào hết. Và ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng 12K44 cho hệ thống ngày hôm nay nha. Và chiếc 12K44 này thì chúng ta sẽ có công suất như thế nào ạ? 4 kênh, mỗi kênh có công suất là 3000W, ở trở kháng là 2 ohm, và cân nặng của con Lab Rubin 12K44 này là 19,10 quý vị. Đó. Và đây sẽ là chiếc auto nguồn, còn đây là auto nguồn Full HD X108 ha, để hệ thống hoạt động dễ dàng hơn. Ok, đó, hệ thống của chúng ta ngày hôm nay thì rất là đơn giản thôi, bởi vì ở đây thì chúng ta sẽ không có micro nha. Bởi vì sao? Bởi vì khu vực này không hát karaoke, chỉ là nghe nhạc giải trí thôi, cho nên là ở đây chúng mình sẽ không có một bộ micro đi kèm. Và tí nữa thì sẽ có bàn DJ của Pioneer được chuyển tới, mình sẽ set up cùng hệ thống của bàn DJ luôn. Và mình nghe nói là ngày mai ở đây sẽ có một buổi tiệc sinh nhật đầu tiên tại căn phòng này. Đó. Ok, và bây giờ thì bắt đầu mình sẽ thực hiện cái thao tác là bóc siêu, sau đó mình sẽ giới thiệu kỹ hơn về hệ thống ngày hôm nay cho các bạn ha. Này, con này đóng lại hơi phức tạp đi. Thế nào? Ok, và bây giờ thì mình sẽ bóc siêu tiếp tục chiếc amplifier Lab Rubin 12K44 nha quý vị. QM series. Riêng về cái phần mà gọi là mood shop của Lab Rubin với Adaption rất là ấn tượng và rất là chắc chắn ha. Cái mood shop này rất là xịn nha. Bóc siêu mấy con này là phải nâng niu hết sức, không dám mạnh tay. Đây. Thì với hệ thống này hôm nay của chúng ta thì mình chỉ cần sử dụng một chiếc ampli 12K44 là đủ rồi nha quý vị. Nó như cục 20K kia. Nó khác với cục 20K ở nhà nha. Nó đắt à? Hay là bắt tay đấy? Nó cho anh
hai rắc 4 pin với lại một sắc 8 pin. Wow, ngầu chưa quý vị? Tiếp tục thì chúng ta sẽ bóc siêu bàn Mr. Allen Hit Z12 FX nha quý vị. Mr. Châu bây giờ được gọi là bàn tay vàng trong làng bóc siêu đó quý vị. Ok. Xịn sò, rất là xịn sò. Rồi, quá đẹp, quá đẹp. Rồi, đặt em vào vị trí. Xin nhiều dữ vậy ta.
Ready, one.